Thí chủ xin dừng bước. Anh gọi tôi hả? Cầm đi thí chủ. Cảm ơn nha. 19.000. Làm gì trời? Tôi bán nhang đó thí chủ. Tôi trong chùa người ta có sẵn nhang cho khách thắp mà, cần gì mua đấy. Hey, mô Phật, tuổi trẻ bây giờ ăn xài bao nhiêu tiền cũng được mà mua bó nhang không mà cũng lầm bầm. Thôi ủng hộ cho anh nè. À, thí chủ muốn mua nhang loại nào ạ? Đây là loại nhang Thái Lan, rất là thơm nhưng mà nhanh tắt lắm, thí chủ đừng mua. Đây nè, nhang Lào nè, lâu tắt lắm nhưng mà nó không có thơm. Thí chủ lấy nhang Việt Nam đi, hàng Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm không tắt, cực kỳ thơm thí chủ. Sao hay vậy? Miễn đựng đốt. Thì mua làm chi? Thì bây giờ mua hửi thôi thí chủ. Trời đất ơi, bán nhang mà như vậy. Thôi được rồi, tôi mua cho. Ừ. Được không nữa. 19.000 thí chủ ơi. Sao tôi nhớ ngoài kia bán 15-20 mà. Trả giá nữa đi thí chủ, trả một hồi là nghiệp nặng đó thí chủ. Mà trước khi tôi mua cho tôi hỏi anh câu được không? Hỏi đi thí chủ, nếu như tôi biết tôi sẽ trả lời thiệt. Tôi nghe nói ở đây có cái miếu linh lắm phải không? Mô Phật à, thí chủ đi chùa mà thí chủ hỏi miếu thì sao tôi biết được? Tại đi chùa cầu hoài nó không có được, nghe nói miếu linh lắm mới đi nè. À, anh chỉ dùm tôi đi. Nếu như mà tôi không nhớ lầm á, là ở gần đây có hai cái miếu rất là linh đó thí chủ. Đó là miếu ông Tây với miếu ông Hổ. Không biết thí chủ muốn đi miếu ông nào? Có hai cái lần hả? Dạ. Nó khác nhau chỗ nào anh? Miếu ông Tây là cái ông đó, ông ở bên Tây. Còn miếu ông Hổ là cái miếu của ông Hổ. Dạ. Nó cách nhau bao xa? Nó cũng không xa lắm thí chủ. Một cái 30, một cái 50 á thí chủ. Sao xa quá vậy anh? 30 cây với 50 cây hả? Không phải, 30.000 với 50.000 là sao? Giá xe ôm. Tôi nhớ hai cái đó gần nhau lắm mà sao 30-50 cách nhau xa dữ vậy anh? Anh thấy cái nào linh hơn? Tùy tâm thí chủ. Một cái đá banh, một cái lô đề, thí chủ thích chơi chỗ nào thì thí chủ tới chỗ đó. Mau Phật à, khó nghĩ dữ ta. Mà từ đây qua đó cái xe ôm không anh? Có chứ. Nếu mà thí chủ có nhu cầu là cái gì cũng có. Mấy nãy giờ tôi vô tôi có thấy xe ôm đâu ta. Miễn sao thí chủ muốn đi là có liền. Anh gọi giúp tôi hả? Dạ thí chủ. Xe ôm đâu? Tôi nè. Anh Thái. Hả? Ai? Anh Thái. Ai gọi tên ai? Ai gọi tên ai? Không phải tôi. Anh Thái. Ai gọi tên ai? Trời, đúng anh rồi. Anh Thái nè, ngày xưa cái gì anh cũng dám làm nên em gọi là Thái giám, anh nhớ không? Mô Phật à, con trốn lên đây mà nó còn kiếm con được. Con bán nhà bán cửa, bây giờ con lên đây con bán nhang nó cũng kiếm con. Tao nè. Trời ơi, mày nhận ra tao rồi hả? Trời ơi, làm sao em quên anh được. Trời ơi, em nhớ hình tượng ngày xưa anh Thái cao to đẹp trai lực lưỡng sáu múi, mà sao giờ nó dồn lại con khúc với anh. Anh nhìn gì vậy? Không, hồi tưởng ký ức. Tỉnh lao lên chùa mà còn diễn nữa. Tao nói mày nghe, bây giờ nhà cửa của tao đã thua cá độ, tao bán hết rồi. Vợ con tao nó cũng bỏ tao rồi. Bây giờ tao lên đây tao bán nhang mà tao tu mày cũng không tha tao làm sao? Tu mà xanh chưa xuống tóc. Thầy nói là chưa có đẹp ngày, cho nên không có xuống tóc được cho tao. Mày vừa lòng mày chưa? Vậy ngày nào là đẹp? Rằm tháng 7. Sao vậy? Thì ngày đó đẹp ai biết, thầy nói thì sao tao nghe vậy thôi. Mà bây giờ mày lên đây để làm gì? Anh thiệt tu không? Tao tu mày không thấy hả? Anh tu thiệt á hả? Mà sao nhìn anh trắng trẻo, mập mạp, trời bộ thịt thà chứ anh bụng bự như vậy anh? Nghiệp à? Nghiệp à? Trên chùa người ta là ăn chay, nói tầm bậy tầm bạ. Cơ địa của tao hợp với đậu hũ. Từ nhỏ tới lớn má tao ăn đậu hũ, hiểu chưa? Dạ. Bậy tầm bạ. Hèn chi. Mà bây giờ mày lên đây để làm cái gì? Mày kiếm tao để làm cái gì nữa? Má anh nhờ em lên đây kiếm anh nè. Má tao? Dạ. Trời ơi, tại sao tao lại pha cua như vậy? Tao bán nhà bán cửa, vợ tao bỏ tao chỉ vì cờ bạc. Tao mất hết tất cả rồi. Nói chuyện bình thường được không? Vậy đi anh. Mời cậu quá. Em cũng vậy đó. Nói chung là vậy đó. Ây da, bây giờ tao làm sao còn mặt mũi nào đi về gặp má tao đây? Tao lên đây tao bán nhang rồi tao đã trốn rồi. Chắc má tao không bao giờ tha lỗi cho tao đâu. Gia đình tao không tha lỗi cho tao đâu. Mày về đi, mày đừng biết tên tao nữa. Về đi. Anh hả?
Anh à, cha mẹ nào mà nỡ bỏ con mình. Chính vì vậy má anh á, nhờ em đi kiếm anh nè, anh về đi. Má anh đang khóc nằm ở nhà một đống nữa kìa. Thiệt không? Thiệt, em thề. Thiệt hả? Thiệt. Má anh tha thứ cho anh hả? Trời ơi, mừng quá. Bây giờ làm sao? Bây giờ tao phải về liền. Phải gom đồ về liền mới được. Gom hộ anh nè. Về đi anh. Nhưng mà chờ đứa này chờ anh xíu, anh vô anh xin thầy cái, anh gặp thầy cái anh về nha. Thầy mà anh cũng thiếu nợ nữa hả? Tao chọt vô mặt mày à. Nghiệp à. Cầm đi. Nhưng mà nè, đứng xíu qua đây. Gì vậy? Bây giờ anh vô anh xin thầy. Dạ. Anh về anh nói với thầy là anh báo hiếu cho má anh. Chắc thầy cũng cho, tại vì sao? Lúc mà anh không có nơi cu mang thì anh lại đây. Thầy cu mang anh thì bây giờ anh đi anh phải nói thầy một tiếng, mày hiểu không? Mày vô mày nói thầy một tiếng giùm anh nha. Về anh còn báo hiếu cho ba má anh nữa. Dạ. Nha, giúp anh nha. Dạ. Bớt cái miệng lại, đừng nói nữa, nghiệp đó. Dạ thôi, đi. Ừ. Đi.